Chào quý vị và các bạn, sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe câu chuyện CIA e. và anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. CIA e. và nhà họ Ngô là một trong sáu quyển sách của nhà sử học Thomas Ellegen Cựu điệp viên CIA từng nhiều năm hoạt động tại chiến trường miền Nam Việt Nam về các hoạt động bí mật của cục tình báo Trung ương Mỹ tại Việt Nam, Lào, Campuchia trong chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi xin trích dẫn một số nội dung liên quan đến những mối quan hệ bí mật giữa CIA và anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, những khúc mắc, mâu thuẫn giữa anh em họ Ngô với các quan thầy Mỹ, nguyên nhân âm mưu của cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 và sự sụp đổ của chế độ Diệp Nhu. Chọn mặt gửi vàng Năm 1951, CA bắt đầu các hoạt động tại Việt Nam. Nhiệm vụ ban đầu của cơ quan này là hỗ trợ người Pháp duy trì thế trận chống Việt Minh do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Tuy nhiên, đến giai đoạn 1953-1954, người Pháp ngày càng thất thế, nhất là sau trận đại bại trong chiến dịch Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954, dẫn đến việc ký kế kết Hiệp định Geneva tháng 7 năm 1954. Washington bắt đầu chuẩn bị kế hoạch nhảy vào thay chân Pháp, và nhiệm vụ của CIA là chuyển sang tìm kiếm một nhân vật đủ bản lĩnh để đứng ra xây dựng thành trì chống Việt Minh ở miền Nam Việt Nam. Mối quan hệ giữa anh em Diệp Nhu với CIA thực ra bắt đầu từ khá lâu trước khi ông Diệm lên nắm quyền, tháng 7 năm 1954. Ngay từ khi CIA mới đến Việt Nam, Ngô Đình Nhu là một cầu nối liên hệ cực kỳ quan trọng. Trong giai đoạn đầu, từ năm 1950 đến trước tháng 1 năm 1953, ông Nhu là đường dây liên lạc duy nhất của CIA trong các hoạt động chính trị tại Sài Gòn và xuyên suốt quá trình 9 năm hợp tác giữa CIA và chính quyền Sài Gòn ông Nhu luôn đóng vai trò cầu nối của mọi liên lạc giữa CA với người anh trai. Mặc dù chẳng có thành tích gì nổi bật, nhưng Ngô Đình Diệm vẫn là chọn lựa số một của các quan thầy Mỹ-Pháp và sau đó trở thành thành trì chống cộng của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Vì Ngô Đình Diệm có một số đặc điểm hiếm có vào thời đó. Tinh thần chống cộng, theo đạo Thiên Chúa và biết tiếng Anh. Tuy nhiên, sự lựa chọn này cũng đã tạo ra mầm móng chống đối trong hàng ngũ các tướng tá xuất thân từ lò đào tạo của Pháp và cả các giáo phái miền Nam như Cao Đài, Hòa Hảo và lực lượng Bình Xuyên của tướng Bảy Viễn. Từ cuối năm 1953 đến trước khi Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng, Ngô Đình Nhu tiếp tục là cầu nối liên lạc giữa CIA với Diệm. Thông qua Nhu, CIA đã tìm hiểu nắm bắt được những ý định của Ngô Đình Diệm cũng như các tham vọng tương lai của Nhu. Nhu đã thẳng thắn tuyên bố với CIA rằng ông ta có khả năng cầm lái anh mình. Thực tế, Nhu vừa là người thân, vừa là cố vấn thân cận nhất, luôn luôn ở sát cạnh diệm để kịp thời đưa ra những quyết sách theo đúng ý đồ của mình. CIA nhận định muốn điều khiển diệm tất phải tác động thông qua Nhu. Điều này cộng với tài, đa mưu túc trí và lòng nhiệt tình cộng tác đã giúp Nhu trở thành trọng tâm trong mọi kế hoạch hoạt động bí mật của CIA tại Việt Nam. Vài nét về trùm tình báo Edward Lancel CIA có hai cơ sở hoạt động tại Sài Gòn, bao gồm trạm CIA, thường gọi là trạm chính quy, đảm nhiệm các hoạt động chính của CIA, và trạm thứ hai, còn gọi là trạm xèo bao gồm các cố vấn, nhân viên ngoại giao hoạt động ngầm từ bên trong Tòa Đại sứ Mỹ dưới quyền chỉ huy của trùm tình báo Edward Lansel Tháng 4 năm 1954, bầu Howard được điều động từ Manila, Philippines đến Sài Gòn, hoạt động bên trong trạm CIA, hỗ trợ trưởng trạm Emmett McCarthy trong việc tiếp cận anh em Diệp Nhu. Hai tháng sau, tháng 6 năm 1954, đại tá Edward Lancel cũng xuất hiện tại tòa đại sứ Mỹ với chức vụ tùy viên không quân. Thực chất vai trò của hai ông này là cố vấn cho anh em Diệp Nhu và cả hai đã hoạt động như một cặp bài trùng, cho đến khi Howard về nước tháng 4 năm 1956. Trước đây, Lén Sẹo từng đến Việt Nam vào năm 1953 trong thành phần phái bộ quân sự Mỹ do tướng John ở O'Daniel, dẫn đầu hỗ trợ Pháp, đang ngày càng thất thế. Một điều thú vị là Lén Sẹo không phải là người của CIA. Ông ta xuất thân từ OSS, văn phòng phục vụ chiến lược tiền thân của CIA, nhưng hoạt động tình báo khắp nơi theo sự điều động của chính phủ Mỹ. Ông ta từng được Washington giao 5 triệu USD bay sang Philippines hỗ trợ chính quyền El Bidio chống lại lực lượng hết quân đội của đảng Cộng sản Philippines thời đó. Sau đó, lén xèo kết thân với Ramon Max Say Say và giúp ông này giành thắng lợi trước Kiều Riner trong cuộc bầu cử cuối năm 1953 và lên làm tổng thống Philippines. Đến Sài Gòn lần này, Lên Xèo hoạt động dưới vỏ bọc tùy viên không quân bên trong tòa đại sứ Mỹ. Thực chất, đại tá Lên Xèo chính là trưởng trạm 2 của CIA tại Sài Gòn, có nhiệm vụ giúp Ngô Đình Diệm xây dựng nhà nước dân chủ trên vùng lãnh thổ từ vị tuyến 17 trở vào, làm thành trì chống cộng tại Đông Nam Á. Nhờ kinh nghiệm và thành công tại Philippines, Lén xèo tự tin rằng ông ta đã nắm trong tay bí quyết đánh bại các cuộc nổi dậy của quân cách mạng. Vì thế, tháng 7 năm 1954, Lén mạnh miệng tuyên bố trước giám đốc CIA, Island Dulet rằng, mục tiêu của ông ta không gì khác hơn là xây dựng một nền tảng chính trị ở Đông Dương nếu thành công, sẽ giúp CA nắm quyền kiểm soát chính phủ và thay đổi toàn bộ bầu không khí chính trị tại đây. Thực tế, sau năm đầu của chính quyền Ngô Đình Diệm, Lén xèo vẫn chưa thể làm được như ông đã tuyên bố. Mặc dù Lén xèo luôn cố gắng tạo ảnh hưởng đối với Diệm để thuận tiện việc triển khai các chương trình chiến lược của Washington tại miền Nam Việt Nam nhưng tính thụ động, ngoan cố và chính sách cai trị độc tài, phản dân chủ của Ngô Đình Diệm, cộng với sự tham nhũng lộng quyền của Nhu, đã không chỉ làm hỏng nhiều kế hoạch của Lén Xèo, mà rốt cuộc còn làm sụp đổ chế độ Cộng Hòa mà CIA đã cất công hỗ trợ xây dựng. CIA và cuộc di dân lịch sử năm 1954-1955 Tình hình rối loạn trong những tuần lễ đầu sau khi Diệp lên nắm quyền và nhất là sau khi Hiệp định Geneva được ký kết vào tháng 7 năm 1954, đặt chính quyền non trẻ của ông ta trong tình trạng bị đe dọa triền miên. Chúng cũng là nội ám ảnh, thường trực đối với các trạm CIA. Cho nên, CIA luôn phải tìm cách củng cố nền tảng chính trị cho Diệp Nhu, cả ở trong và ngoài vị tuyến 17. Không chỉ lo ngại bị miền Bắc thôn tính, CIA còn Lo Diệm có thể dễ dàng bị các thế lực chống đối trong Nam như tướng Nguyễn Văn Hình, bác sĩ Phan Quang Đáng thuộc phe đối lập lật đổ, trong khi chính quyền Ngô Đình Diệm vẫn chưa thu phục được lòng dân, nhất là vùng nông thôn. Các điều khoản trong hiệp định Geneva đưa ra hai thời hạn để các bên thực thi. Thứ nhất là thời hạn 300 ngày để những người Việt muốn theo bên nào thì di cư theo ý nguyện, lấy vị tuyến 17 và dòng sông Bến Hải làm ranh giới tạm chia đôi đất nước Việt Nam. Và thời hạn thứ hai là vào tháng 7 năm 1956 sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất trên toàn quốc. Từ thực tế, phải thực thi các điều khoản Hiệp định Geneva, lén xèo tính toán rằng Diệm cần xây dựng một cơ sở ủng hộ vững chắc trong dân chúng. Cuộc di dân từ Bắc vào Nam là tối quan trọng. Đòi hỏi Diệm phải chuẩn bị hai giải pháp cùng lúc. Thứ nhất là giải quyết tái định cư cho người di cư. Và thứ hai là thiết lập nền tảng ủng hộ ông ta ở vùng nông thôn. Để chuẩn bị, Thủ tướng Diệm đã lập ra một ủy ban liên hộ về người tị nạn. Nhưng ủy ban này hầu như không hoạt động gì, cho nên lén xèo yêu cầu Diệm phải thay một ủy ban mới có năng lực hơn để thực hiện công tác di dân như ý muốn của CIA. Nhưng Lén sẹo lại lo ngại sẽ có hàng ngàn người không chịu rời miền Bắc, và như thế, kế hoạch di dân sẽ thất bại. Dịp theo đạo Thiên Chúa, cho nên thành phần di cư được nhắm đến chủ yếu là những người theo đạo Thiên Chúa. Thế là, lén sẹo cho triển khai một chiến dịch mang tên Đường đến tự do, do nhóm điệp viên cài cắm ở lại miền Bắc sau hiệp định Geneva thực hiện, nhằm xúi dục người theo đạo Thiên Chúa di cư, lợi dụng đức tin của giáo dân nhóm của Lén Sẹo đã tung tin đồn rằng Đức Mẹ Maria đang đi vào miền Nam. Thời điểm đó, tháng 8 năm 1954, Việt Minh chưa vào tiếp quản Hà Nội. Lợi dụng điểm này, các điệp viên của Lén Sẹo còn rải truyền đơn phao tin đồn thất thiệt, bồi xấu Việt Minh để kích động dòng người di cư đông hơn. Như vậy, tính đến tháng 5 năm 1955, kết thúc đợt di cư, đã có hơn 900.000 người từ miền Bắc vào Nam sinh sống, tạo nên một làn sóng di cư chưa từng có trong lịch sử. CIA và các giáo phái Tháng 9 năm 1954, chương trình di cư đang tiếp diễn, dịp muốn lợi dụng CIA để lôi kéo các giáo phái chống Việt Minh là cao đài ở vùng Đông Nam Bộ và hòa hảo ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Người Pháp đã lên kế hoạch lôi kéo các giáo phái bằng cách cung cấp tiền bạc và phương tiện vận chuyển để chống lại Việt Minh. Sau hiệp định Geneva, các giáo phái quay ra chống lại chính quyền mới của Ngô Đình Diệm, nhưng việc tài trợ và cung cấp khí tài của người Pháp không kéo dài được lâu nên không còn thu phục được thủ lĩnh các giáo phái nữa. Nếu Diệm có thể thay thế người Pháp cung cấp khí tài và tiền bạc, các giáo phái sẽ theo Diệm. Nhưng Diệm không có tiền. Đây là cơ sở để CA ra tay giúp Diệm, lùi kéo các giáo phái. Thật ra, ngay trong những tuần lễ đầu, Diệm làm thủ tướng. Tháng 7 năm 1954, bầu Howard đã gửi hàng triệu đồng tiền Đông Dương cho Dinh Gia Long để sử dụng tùy ý. Tháng 9 năm 1954, số tiền đó đã hết. Diệm gặp lén xèo để xin thêm. Tướng chỉ huy quân đội Cao Đài Trịnh Minh Thế từ lâu đã là mối liên lạc của Ngô Đình Nhu, ủng hộ Diệm thì ít mà chống Pháp thì nhiều. Và đây là đối tượng có thể lợi dụng cho việc thanh lọc thành phần thân Pháp trong quân đội quốc gia. Sau vài cuộc thương lượng giữa Nhu và tướng Thế, theo yêu cầu của Diệm, lén xèo trao cho Diệm vài ngàn USD để Nhu dùng lót tay tướng Thế. Hai ngày sau, lén xèo được mời đến đại bản doanh của tướng Thế trên núi Bà Đen, Tây Ninh. Tại đó, tướng thế cam kết ủng hộ chính quyền Diệm, không đơn phương hành động chống Pháp và thả tù nhân Pháp. Đại sứ hết đã yêu cầu CA không thể công khai giao dịch với tướng thế mà phải tài trợ bí mật cho Diệm để Diệm trao cho thế, lý do lúc đó người Pháp vẫn xem Trịnh Minh Thế là tội phạm. Sau khi thu phục được tướng thế, CIA tiếp tục đẩy Diệm thực hiện cải cách chính trị thành phần nội các lúc đó chỉ bao gồm toàn anh em, bà con thân thích của Thủ tướng Diệm và ông Cố vấn Nhu. Với sự vận động của người Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao John Foster Duller muốn nội các Diệm phải mở rộng bao gồm cả các thành phần giáo phái. Diệm phản đối lối ngoại giao sóng đôi Mỹ-Pháp đó, cho nên Tổng hành dinh CA ra lệnh cho trạm CA tại Sài Gòn can thiệp tháo gỡ bế tắc nhằm tránh sự đối đầu căng thẳng có thể dẫn đến việc mất chỗ đứng tại miền Nam Việt Nam. Từ tác động của CA thông qua bầu Howard, nhu cầu tìm cách thuyết phục Diệm thay đổi, nhưng thất bại do Diệm vẫn bảo lưu quan điểm không lay chuyển. Ngày 20 tháng 9 năm 1954, Nhu triệu tập Howard đến Dinh Gia Long để trực tiếp thuyết minh vấn đề với Diệm nhưng ý chí sắt đá của Diệm suýt làm tan vỡ mọi nỗ lực trong hơn 2 tiếng đồng hồ của Howard. Cuối cùng, trước sự kiên trì của Howard, Diệm bất đắc dĩ phải đồng ý cải tổ nội các theo yêu cầu của CIA. Tuy nhiên, việc cải tổ nội các chỉ mang lại kết quả tồi tệ hơn. Thành phần các giáo phái tham gia nội các đều không phản ánh sự trung thành đối với chính phủ đương quyền. Lén xèo hoãn hốt. Chỉ ra đây là trò lừa dối của người Pháp nhằm phá cho hồi. Ông ta liền báo ngay với Ngoại trưởng Đú Lịch về diễn biến vừa xảy ra và yêu cầu Đú Lịch tác động để bảo đại phản đối sự can thiệp của người Pháp. Qua sự việc này cho thấy, CA đóng vai trò rất lớn trong các quan hệ giữa Mỹ với chính quyền Ngô Đình Diệm ngay từ buổi đầu. Trò hề trưng cầu dân ý Sự hợp tác tình báo giữa CA với anh em họ Ngô trong hoạt động thu thập thông tin tình báo chống phá cách mạng miền Bắc và Việt Cộng trong Nam đã manh nha từ những tháng đầu của chế độ Ngô Đình Diệm, tháng 11 năm 1954. Kể từ cuối năm 1956, sau khi bầu Howard trạm CA và El Lensel trạm 2 bên trong tòa đại sứ rời Việt Nam, hoạt động của CA tại Việt Nam cũng thay đổi theo hướng tăng cường thu thập tin tình báo chống cộng. Từ đó, hợp tác tình báo giữa CA và anh em Diệp Nhu cũng được hâm nóng và đáy mạnh hơn trước. Nỗ lực hợp tác tình báo ban đầu giữa CA và Shipper Cho đến cuối năm 1954, các kết quả hợp tác từ mối quan hệ giữa Mỹ với chính quyền Ngô Đình Diệm chủ yếu xoay quanh việc xác lập ảnh hưởng của CA và giúp Diệm ổn định chính quyền ở miền Nam. Việc thu thập tin tình báo về miền Bắc vẫn chưa mang lại kết quả gì đáng kể. Hầu như Diệp Nhu chẳng nắm được mấy thông tin về miền Bắc. Do vậy, trưởng trạm CA Marco Cathy muốn tìm cách giúp Diệm thiết lập một cơ quan tình báo đối ngoại nhằm chống phá miền Bắc. Marco Cathy nhận thấy cần phải tiếp cận người Việt Nam thông qua đại sứ Hitler hơn là sử dụng kênh Howard New. Heath là một người có tính độc lập cao từng dự liệu về tương lai hợp tác khó khăn giữa phái bộ Mỹ với anh em Diệp Nhu. Howard cố gắng hỗ trợ bằng cách suối Diệp đến nhờ vả tòa đại sứ. Tháng 11 năm 1954, Diệp đến tòa đại sứ có lén xẹp đi kèm. Sau khi thăm dò ý tứ đối phương, cuối cùng giữa Diệp và đại sứ Hitt cũng nhất trí được kế hoạch hợp tác liên kết tình báo. Vấn đề còn lại là đặt trụ sở của liên minh tình báo này ở đâu bên trong bản doanh quân đội hay trong bộ quốc phòng. Rốt cuộc, Viện Nghiên cứu Chính trị Xã hội, Bộ phận tình báo thuộc đảng Cần Lao của Nhu do Trần Kim Tuyến lãnh đạo, được chọn đứng ra liên kết với Hoàng Ngọc Diệp thì rất rành và sẵn sàng hợp tác trong liên minh với CA. Với sự hỗ trợ của CA, Diệp bắt đầu rà lại toàn bộ số điệp viên cộng tác với CA còn nằm lại ở miền Bắc và cả những thành phần trong Nam có thể trở về Bắc giả làm kẻ đào thoát để cài cắm nằm vùng. Mặc dù có liên minh CA, SIPS, Diệm vẫn tiếp tục phụ thuộc vào CA để thu thập tin tình báo và CA vẫn luôn cố gắng giúp chính phủ Diệm xây dựng năng lực tình báo quốc gia riêng. Cơ quan tình báo an ninh đối nội thời Pháp thuộc là Suret được đổi lại là Cục Cảnh sát đặc biệt BSB vẫn còn lưu trữ hồ sơ về Việt Minh và thành phần cộng tác trong Nam. Vì thế, CIA khai thác BSB để theo dõi, thu thập thông tin về Việt Cộng. BSB đã tỏ ra hợp tác rất tích cực, tuy nhiên nỗ lực liên kết tình báo nhằm xây dựng một cơ quan tình báo độc lập cho chính quyền diệm đã không đi đến đầu. Sớm bị lãng quên, khi những vấn đề bất ổn với các giáo phái tiếp tục bùng phát vào những tháng đầu năm 1955. Lenzel và Howard do quá bận rộn giải quyết vấn đề giáo phái nên nỗ lực thu thập tin tức tình báo về miền Bắc trong giai đoạn này đành bị gác lại. Trò hề trưng cầu dân ý đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống miền Nam. Sử gia Thomas L. Lahen đã viết rằng không có sự trợ giúp của CIA thông qua cặp bài trùng lén xèo và Howard thì chế độ Ngô Đình Diệm khó trụ nổi quá 6 tháng đầu tiên. ca cụ thể là lên xèo và Howard, đã giúp Diệm từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hết thu phục các giáo phái, đặc biệt là cao đài Tây Ninh, rồi đến đập tan âm mưu đạo chính của tướng Nguyễn Văn Hinh, chỉ huy quân đội thân Pháp vào cuối năm 1954. Nhưng cuộc tảo thanh các giáo phái và lực lượng Bình Xuyên diễn ra cuối tháng 4 năm 1955 mới là vụ căng thẳng nhất trong giai đoạn đầu bình ổn chính quyền Ngô Đình Diệm. Đó cũng là cao điểm hợp tác giữa CA với anh em Diệp Nhu. Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của Lén Xèo và Hogwarts, anh em Diệp Nhu đã dẹp tan được mối họa Bình Xuyên, buộc Bảy Viễn phải rút lực lượng về mật khu rừng sát cố thủ. Không những thế, cái gương Bình Xuyên còn có tác dụng răng đe khiến cho lực lượng hòa hảo ở miền Tây phải co vòi, rụt cổ, trong khi phái cao đài đã về theo diệm từ sau cuộc thương thảo của Lén Xèo với tướng Trịnh Minh Thế mùa thu năm 1954. Tháng 7 năm 1955, thông qua sự trung gian thương lượng của Lén Xèo, các lực lượng quân sự còn lại của cao đài hòa hảo đã đồng ý sáp nhập vào quân đội quốc gia. Sau những biến động đó, Diệm bắt đầu tính đến chuyện phế trúc vua Bảo Đại nhằm hợp thức hóa chế độ cầm quyền của ông ta từ vị tuyến 17 trở vào để né hiệp định Geneva. Tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 1956. Washington không đồng tình kế hoạch của Diệm vì cho rằng thời cơ chưa đến và không đủ cơ sở pháp lý cho việc đó. Thế nhưng, Lén lại là người đã giúp Diệm thực hiện ý đồ bằng cách hiến kế Diệm tiến hành trò hề trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 10 năm 1955. Với kết quả, có tới 98% phiếu ủng hộ Diệm lên thay cựu Hoàng Bảo Đại. Sau đó 3 ngày, tức ngày 26 tháng 10, Diệm tự phong làm tổng thống, phế truất vua Bảo Đại, khai sinh nền đệ nhất Cộng Hòa. Điều nực cười ở đây là tổng số phiếu đã kiểm lại nhiều hơn tổng số cử tri đăng ký đến 150.000 phiếu. Đạt CA, Tòa Đại sứ, Tổng hành dinh CA, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao. Tất cả đều biết việc gì đã xảy ra đằng sau màn kịch khôi hài này, nhưng đều coi như không hay biết gì cả. Sau khi tướng Trịnh Minh Thế chết vào cuối tháng 4 năm 1955, ảnh hưởng của lén xèo và Howard đối với anh em Diệp Nhu cũng suy yếu dần. Mặc dù lén xèo và Howard vẫn làm cố vấn cho Diệp Nhu cho đến hết kỳ nhiệm vụ. Nhưng quan hệ giữa đôi bên đã có phần lạnh nhạt hơn và không ít lần tranh cãi, mâu thuẫn gây gắt. Tháng 4 năm 1956, Howard mãn nhiệm vụ rời Sài Gòn. Tháng 12 năm 1956, đến lượt Lensel cũng mãn nhiệm trở về Washington làm việc trong Bộ Quốc phòng trạm CA do lén xèo chỉ huy bên trong tòa đại sứ cũng ngưng hoạt động từ đó và CA chỉ còn một trạm duy nhất tại Sài Gòn. Đầu năm 1957, trạm CA cũng thay ngôi đội chủ Nicholas Sear đến thay thế John Anderton làm trưởng trạm. Người được cử thay thế lén xèo và Howard hỗ trợ trưởng trạm Nassian liên lạc với anh em Diệp Nhu là là Blaufeld. Cũng từ đó, Diệm không còn phụ thuộc nhiều vào sự giúp đỡ của CIA trong việc quan hệ với các giáo phái cũng như trong liên hệ với Washington. Ngược lại, CIA sẽ bắt đầu những năm tháng hợp tác đầy khó khăn với anh em Diệm Nhu. Và thất bại cứ nối tiếp thất bại, làm đau đầu nhiều bộ óc được xem là cừ khôi nhất trong làng tình báo Mỹ lúc bấy giờ. Đi tìm một CIA cho miền Nam Việt Nam Cho đến cuối năm 1957, công cụ hợp tác tình báo duy nhất giữa anh em diệp nhu với cia vẫn là shipbet nhưng shipbet tỏ ra không phải là cơ quan tình báo chuyên nghiệp và chỉ mang dáng vẽ của một cơ quan phản gián phản ánh nội ám ảnh về an ninh nội bộ của anh em diệp nhu phản gián chống mạng lưới tình báo nằm vùng siêu đẳng của việt cộng chỉ là một mảng nhỏ trong khi các hoạt động an ninh khác như thanh lọc lý lịch của các thành viên mới gia nhập đảng cần lao được đặt nặng hơn. Sự lệch lạc trong hoạt động tình báo này, cộng với thái độ thờ ơ của Nhu và cơ quan Sipper của ông ta, càng làm giảm khả năng tiếp cận của CIA đối với các chiến dịch chống cộng ở miền Bắc lẫn miền Nam. Chỉ có 29 trong tổng số 219 nhân viên SIPS được bố trí cho Cục tác chiến ngoài lãnh thổ và chỉ có hai trong số này được Darwin Cotty, liên lạc viên của CIA, trong tổ chức SIP đánh giá là đạt trình độ chuyên nghiệp. Mặc dù vậy, CA vẫn phụ thuộc khá nhiều vào SIP để thu thập tin tình báo về miền Bắc, chủ yếu là khai thác qua trạm thẩm vấn của người tị nạn ở Quảng trị. Đó có thể được xem là thất bại thứ hai của CA trong quá trình hợp tác tình báo với anh em Diệp Nhu sau thất bại đầu tiên vào năm 1954. Trưởng trạm CA Nicholas và Ngô Đình Diệm. Nicholas rất muốn chấm dứt tình trạng lệ thuộc của CA vào SIPS trong các chiến dịch hợp tác. Tháng 12 năm 1957, CA bắt đầu hỗ trợ một chương trình quấy phá các cơ sở duyên hải miền Bắc. Thông qua Trần Trung Dung, Nicholas nắm được ý định của Diệm là sẽ triển khai thu thập tin tình báo ở giai đoạn sau của chiến dịch. Nicholas Sears chớp thời cơ đề xuất với Diệm triển khai một chương trình riêng tuyển mộ toàn bộ nhân sự tình báo mới. Một lần nữa, Nicholas Sears lại phải thất vọng vì Diệm chỉ đồng ý với kế hoạch đó sau khi đã phái dung đi tham khảo ý kiến Nhu. Nicholas Sears đành phải chấp nhận vai trò can thiệp từ xa của Nhu để cho đại tá Lê Quang Tung, người của Diệm, điều hành chương trình này. Điều ai cũng biết rằng Tung là tay chân thân tín của Diệm và ông ta cũng không hề có ý định làm vui lòng người mỹ như phần trên đã nói bên cạnh sips còn có bsb là cơ quan tình báo nội địa thuộc sở cảnh sát quốc gia tiền thân là cục an ninh số rệt của pháp psb tỏ ra hợp tác tích cực hơn sips nhưng mọi nỗ lực rồi cũng chẳng giúp ca thâm nhập được vào các tổ chức của cách mạng miền nam trong giai đoạn Diệm tăng cường các hoạt động đàn áp dân chúng, ban hành luật 10-59. CA đã gần như đứng ngoài mọi hoạt động thám báo của Diệm Nhu. Những thông tin thu thập được thông qua PSB hầu như không sử dụng được. William Corby đến Sài Gòn làm phó trạm CA từ tháng 2 năm 1959 đến tháng 6 năm 1960. Corby lên thay Nassiert làm trưởng trạm CA. Ngay từ đầu, Copy đã ấp ủ một định hướng mới cho CA trong việc hợp tác với anh em Diệp Nhu. Với sự đồng tình của tổng hành dinh CA, Copy khởi xướng một chương trình khôi phục hoàn toàn các quan hệ hợp tác với dinh Gia Long đã bị phai nhạt từ cuối năm 1956, là một chuyên gia giỏi về tâm lý chiến. Copy đã áp dụng chiến thuật mưa dầm thấm lâu để thu phục dân tâm anh em Diệp Nhu. Có thể nói, từ khi Copy đến, quan hệ giữa CA với anh em Diệm Nhu đã sôi động trở lại với hàng loạt kiến nghị, chương trình củng cố quan hệ và chấn chỉnh các chương trình tâm lý chiến để đạt mục tiêu bình định nông thôn miền Nam. Trong các nỗ lực này, việc cơ cấu lại hoạt động tình báo là một yêu cầu quan trọng. Sau 6 năm y ạch và thụ động, rốt cuộc Dinh Gia Long cũng yêu cầu trạm CIA hiến kế làm cách nào để tổ chức một cơ quan tình báo tương tự như ca tại miền Nam Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Thuần cũng đích thân nhờ copy cố vấn cho việc tìm kiếm một ứng cử viên đứng đầu cơ quan này. Copy cấp tốc xin ý kiến tổng hành dinh CA và được bật đèn xanh. Tuy nhiên, có một ý kiến phản biện cho rằng mô hình tương tự đã thất bại ở nhiều nơi khác thuộc thế giới thứ ba, bởi lẽ đơn giản là các chính quyền này sau khi được CA giúp xây dựng xong bộ máy tình báo riêng sẽ quay sang tìm cách ngăn chặn CA can thiệp vào các hoạt động tình báo của mình. Copy đề xuất mô hình cơ quan điều phối tình báo nhằm tập trung hoạt động các cơ quan tình báo miền Nam Việt Nam về một mối mà không cần lập thêm một đơn vị tình báo nữa. Kirby cũng nghĩ rằng cơ quan này khi cần có thể thu thập tin tình báo và bảo vệ bí mật các nguồn thông tin đối với các cơ quan khác. Tổng hành dinh và Kirby đều nhất trí với đề xuất giao cho Ngô Đình Luyện, em trai của Diệm và Nhu, làm giám đốc cơ quan này. Vì thêm một người trong gia đình Diệm Nhu điều hành, công việc sẽ giúp cho CA che mắt được giám đốc Sipser. Trần Kim Tuyến và tránh được những quấy phá của ông này. Lập cơ quan tình báo xong, coi như copy thành công bước đầu trong việc tạo điều kiện thuận lợi để tái xác lập ảnh hưởng đối với anh em Diệp nhù, nhằm thúc đẩy các chương trình chiến lược chống việc Cộng ở miền Nam và phá hoại miền Bắc. Nhưng sự đời không bao giờ suôn sẻ, mặc dù người Mỹ đã có nhiều điều chỉnh trong chính sách hợp tác với Sài Gòn. Nhưng những nhược điểm cố hữu của anh em Diệp Nhu và chế độ của họ đã không thể sửa chữa được nữa, khiến họ ngày càng đi chệch mục tiêu và chiến lược của quan thầy Mỹ. Đây chính là lý do dẫn đến cuộc thay ngựa giữa dòng vào tháng 11 năm 1963. Câu chuyện xin tạm dừng tại đây. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe. Nếu thấy hay, quý vị và các bạn hãy chia sẻ cho những câu chuyện nhiều ý nghĩa này đến mọi người nhé xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát sóng hàng ngày trên kênh xin thân ái chào tạm biệt